Hezbollah là gì? Tại sao ông Israel và ông Hezbollah, hai ông coi như là căm ghét nhau, không đội trời chung với nhau luôn cả nhà? Em mời cả nhà hãy cùng bàn luận thế sự với em trong video mới ngày hôm nay với chủ đề là tất tần tật về Hezbollah chỉ trong vòng 5 phút. Sau khi mà Liban giành được độc lập từ tay của ông Pháp vào năm 1943 thì quyền lực chính trị bị phân chia trên cơ sở giáo phái, và lúc này ở Liban đó cả nhà, ba nhóm tôn giáo mà có nhiều tín đồ nhất: Hồi giáo Sunni, hai đó là Thiên Chúa giáo Đông phương Maronite và ba là Hồi giáo Shia. Họ đã đồng ý phân bổ những vị trí trong chính phủ theo tỷ lệ và quy mô của họ. Đối với những đại diện chính trị mà của những giáo phái nhỏ hơn thì cũng được đảm bảo. Và sau năm 1948 thì một làn sóng di cư của người Palestine đã gây ra sự thay đổi nhân khẩu học ở Liban. Và vào khoảng thời gian năm 1975, căng thẳng giáo phái đã gây nên một cuộc nội chiến mà nó kéo dài đến 15 năm cả nhà. Trong khoảng thời gian này, Israel đã hai lần gửi quân vào Liban. Và đó là gì? Tôi gửi quân vào Liban á là để đánh tổ chức giải phóng Palestine. Và đến năm 1982 thì Israel hầu hết kiểm soát miền nam Liban và nhiều thủ đô ở khu vực Beirut. Tuy nhiên là giải quyết vấn đề này thì nó lại lồi lên vấn đề khác. Giải quyết xong là đánh là tổ chức giải phóng Palestine PLO thì lại lồi lên là Hezbollah, hay còn gọi là Hezbollah, hay là đảng của Chúa theo tên gọi của nó trong tiếng Ả Rập, đã xuất hiện trong khoảng thời kỳ đó. Năm 1980 thì Iran họ đã bắt đầu huấn luyện những chiến binh Shia trẻ tuổi để quấy rối những người lính Israel ở miền nam Liban, cũng như là chiến đấu vì sự nghiệp của người Shia trong cuộc nội chiến. Và vào giữa những năm 1980 thì Hezbollah hầu như đã trở thành một tổ chức thống nhất được hỗ trợ bởi Iran và Syria. Trong một bức thư ngỏ được công bố vào năm 1985 thì tổ chức này đã tuyên bố là gì? Chiến đấu với Israel và phương Tây. Nhóm này đã mài dũa những chiến thuật du kích của mình, bao gồm cả việc sử dụng bom xe và ám sờ. Cái khúc này mới hấp dẫn là cả nhà. Nội chiến kết thúc vào năm 1990, Hezbollah cùng với những đảng đồng minh đã giành được 12 ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử vào năm 1992. Nhưng mà đến năm 2000 thì Hezbollah mới có một cái cú ngoặt lớn, một cái bước ngoặt lớn, một cái cú hích lớn, buộc Israel rời khỏi miền nam Liban. Trong quá trình chiến đấu thì quân đội Israel vào năm 2000 đã rút khỏi miền nam Liban. Và sự kiện này nó là một cái sự kiện lớn, nó đã tạo hình ảnh của Hezbollah giống như là một cái tổ chức là gì? Bảo vệ Liban vậy đó. Và từ đó ảnh hưởng chính trị trong nước của Hezbollah ngày càng cao. Và đến năm 2008 thì các phe phái chính trị khác ở Liban đã đồng ý cho Hezbollah là gì? 1/3 số ghế trong nội các. Điều này có nghĩa là Hezbollah năm 2008 đã có quyền phủ quyết quyết định của chính phủ. Đến năm 2009 thì Hezbollah có một cái bản tuyên ngôn tóm tắt lại giống như là Hezbollah muốn dân chủ thật sự, là bầu cử mọi người cùng tham gia vào, nhưng mà vẫn giữ nguyên cái lập trường cứng rắn của mình là chiến đấu với Israel. Chiếm đa số ghế trong quốc hội vào năm 2018 nha cả nhà. Vào năm 2018 thì Hezbollah đã chiếm được đa số ghế trong quốc hội và cho thấy là sức mạnh ảnh hưởng chính trị của họ ngày càng tăng. Đến cuộc bầu cử năm 2022 thì họ bị giảm sút, nhưng mà 62 ghế trong 128 ghế suy giảm, nhưng mà vị trí chính trị ở Liban của họ thì vẫn giữ một cái vai trò quan trọng. Tóm lại là Israel đánh tổ chức giải phóng Palestine PLO, đánh xong thì lồi lên Hezbollah. Hezbollah từ một nhóm vũ trang thôi, nhỏ thôi, nhưng mà từ từ leo thang lên thành một lực lượng chính trị và có quyền quyết định luôn trong quốc hội của Liban. Em sẽ nói về mối quan hệ với Syria nha cả nhà. Hezbollah có mối quan hệ tốt với Syria. Trong cuộc nội chiến Syria vào năm 2011 thì Hezbollah gửi hàng ngàn chiến binh đi qua để mà hỗ trợ chính quyền của tổng thống Bashar al-Assad, và họ giống như một đội quân chính quy luôn, coi như là sử dụng máy bay không người lái để thu thập thông tin và tiến hành những cuộc tấn công. Còn đối với Iran thì Iran như anh cả vậy đó, hỗ trợ rất là nhiều và nghe nói là có một cái kho vũ khí với nhiều cái tên lửa mà tầm trung. Còn về với Israel thì hai ông đã xung đột bắt đầu từ năm 1980 rồi. Và một cái cuộc xung đột nổi bật đó là vào năm 2006 thì Hezbollah đã phóng đến hơn 4.000 tên lửa về phía miền bắc Israel chỉ trong vòng hơn một tháng thôi. Israel có một hệ thống phòng không là đỉnh cao của thế giới, cho nên là cũng không gây thiệt hại gì về nhiều cho Israel, nhưng mà cả hai bên cũng có những cái thiệt hại về vật chất. Và những ngày gần đây năm 2025 thì phải nói là đỉnh điểm luôn cả nhà, có khả năng về một cuộc chiến toàn diện đang xảy ra. Hôm trước thì có một anh chị nào đó bình luận hỏi em là có bằng chứng chính xác nào
là nói Israel là Israel tấn công cái vụ mà máy nhắn tin không? Bởi vì Israel họ không có chấp nhận, họ không có nhận về cái vụ này. Nhưng mà em đọc hầu hết báo chí phương Tây và phương Đông luôn cả nhà, thì ai cũng nói là Israel hết, và em nghĩ 100% là Israel luôn. Bởi vì á, cả nhà cứ sâu chuỗi lại sự kiện đi. Ngày 17 thì máy nhắn tin, ngày 18 bộ đàm, ngày 19 là Israel bắt đầu là gì? Tấn công vào miền Nam Liban. Ngày 20 đó cả nhà, hàng chục ngàn người dân Liban là họ phải gọi là nháo nhào đi lên xe, gọi là cứng đường luôn để mà chạy về phía miền Bắc. Từ ngày 21 trở lại đây, coi như là ngày nào cũng có những cuộc tấn công của Israel vào miền Nam Liban. Như vậy thì qua những cái sự kiện này, chúng ta thấy là nó là một cái kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Và cái việc máy nhắn tin vào ngày 17 tháng 9 chỉ là một cái sự mở đầu, một cái sự châm ngòi thôi. Nếu mà không phải là ông Israel thì còn là ai nữa? Ví dụ như mà lâu lâu chỉ xảy ra một sự kiện đó, thì mình còn nghĩ là không biết ông nào là ném đá giấu tay, ông nào là đang đổ thừa cho Israel. Nhưng mà theo như những gì em quan sát hổm rày, đây là một kế hoạch đã được tính toán và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng rồi cả nhà ơi, không chạy đâu khỏi đâu. Phản ứng quốc tế như thế nào? Vào ngày 24 tháng 9 thì Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát biểu tại Liên Hợp Quốc rằng ông đang mong muốn tìm một cái giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột này. Ông nói là chiến tranh không có lợi cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, về phía Thủ tướng Netanyahu, ông nói như sau: cái lệnh ngừng bắn mà hổm rài thông tin ở trên báo chí đồ này kia là tin giả đó. Không có ngừng bắn đâu. Chơi đoán luôn cả nhà. Có ai chơi đoán với em luôn không? Em đoán là ông Netanyahu trong thời gian tới ông sẽ không dừng lại mà ông sẽ tiếp tục tấn công. Bởi vì là cuộc chiến ở Gaza, cả nhà thấy là hơn một năm qua hơn 40.000 người Palestine đã không qua khỏi. Quá đau lòng luôn cả nhà. Gaza tan nát luôn. Nhưng mà Israel không giải cứu được 101 con tin. Và vừa rồi là hơn 500.000 người, có nghĩa là hơn nửa triệu người Israel, họ đi xuống đường biểu tình. Họ cho rằng là gì? Ông Netanyahu đặt mục tiêu chính trị hơn là mục tiêu giải thoát con tin. Ismail Haniyeh, thủ lĩnh của Hamas, đi qua nhà anh cả của Iran mà Israel có thể định vị được vị trí tới tận giường luôn, phóng một cái luôn là ổng đi về trời luôn. Nhưng mà Israel trong vòng một năm qua không định vị được vị trí của những con tin hay sao để mà không giải cứu, thì người ta cho là ông Netanyahu là đặt mục tiêu số 1, đó là mục tiêu chính trị chứ không phải là mục tiêu giải thoát con tin. Và từ đó vị thế của ông Netanyahu ở Israel trong khoảng thời gian qua là đang bị giảm sút nhiều nha cả nhà. Nên em đoán là ổng sẽ tiếp tục tấn công rất là mạnh mẽ vào miền Nam Liban để củng cố cái hình ảnh, cái vị thế của ổng lại, giống như là đổ cái hướng ánh mắt của mọi người từ ở bên Gaza, bây giờ đổ đi qua miền Bắc, là chuyển chủ đề đi đó, chuyển qua một cái chủ đề khác đi. Nên là em đoán là với lại là những gì diễn biến là có khả năng sẽ leo thang thành một cuộc chiến toàn diện đó, chứ không phải giỡn đâu cả nhà ơi. Cả nhà có những dự đoán nào về cuộc chiến này và cả nhà biết thông tin gì về Hezbollah, hãy để lại bình luận ở phía dưới để em có thể học hỏi thêm kiến thức nha cả nhà, và mọi người cùng đọc luôn. Em cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại trong cả nhà một cái video phân tích vào lần sau với một cái chủ đề rất hấp dẫn nha cả nhà, Mỹ và Bộ Tứ.